Ok, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Mew 7. Các bạn ơi, hôm nay mình mới đi ra ngoài đường mua được hai cây ná giá rẻ. Bây giờ mình thử đi bắn chim mà nó đứt mất một cây rồi còn một cây nữa. Hôm nay mình sẽ làm một cái clip thử phá hủy tất cả bằng ná cao su ha. Sau cái màn phá hủy này thì mình sẽ thử độ hai cây ná lại làm một coi thử cái quy lực của cái cây ná cao su nó có được nhân đôi lên không. Thì hôm nay đầu tiên mình sẽ phá hủy tất cả mọi thứ bằng ná cao su. Đầu tiên mình sẽ phá hủy cái bịch kia kìa, bịch này nè các bạn, đó cái bịch phía sau lưng kìa các bạn, đó. Rồi tiếp tới là mình sẽ phá hủy các loại trái cây như là ổi, xoài với lại một trái dưa hấu, một cái chai và một trái trứng, một cái chai thủy tinh và một trái trứng. Sau đó mình sẽ đổ cây ná lên và mình sẽ bắn vô trái dưa hấu coi thử là cái quy lực nó có mạnh không, nó bắn được sâu hơn là cái ná chưa đổ lên không. Ok, bây giờ bắt đầu mình tiến hành phá hủy. Các bạn coi cho kỹ ha. 3, 2, 1. Nó lủng làm đôi luôn các bạn ơi. Mình đút bò thêm cho nó một cái nữa nè. Nước nó chảy chưa ra hết, mình đút bò thêm cho nó một cái nữa. Tét cái bịch luôn. Tét lỗ ra cái bịch luôn này các bạn ơi. Đó, cái lỗ nước chảy ra nè. Đây. Và bây giờ là tới cái chai này các bạn. Cái chai thủy tinh quả. Mình sẽ phá hủy cái chai thủy tinh ha. Đạn của mình là đạn bi cỡ tầm 3 mm. Ba, hai, một. Nó chạy xéo qua luôn, nó không có bể các bạn ơi. Ok, đã phá hủy thành công. Giờ bây giờ là tới trái hụt gà và cái chai thủy tinh. Ok nha, trái hụt gà và trái thủy tinh mình sẽ để nó lên bàn. Ba, hai, một, tiến hành phá hủy. Một, tiến hành phá hủy. Ok, quá dễ dàng cái trái trứng gà. Đây, hết trơn rồi. Giờ bây giờ là tới trái xoài nha mấy bạn. Mình sẽ thử coi trái xoài nó sẽ ra sao. Mấy đứa đoán coi chú bắn trái này coi sao. Lủng một lỗ hả? Lỡ hai lỗ sao? Có trái rồi mà. Lỗ à. Giờ chú bắn hai viên bi là hai lỗ. Nè, bây giờ coi nè, chú đang bắn nha. Rồi quay đi. Nè, 3, 2, 1. Không trúng rồi con ơi, không có lỗ nào hết chéo á. Bắn lại nha, chú thử hai phát đạn liền lúc luôn. Phát trước phát sau à. Viên đạn. Rồi rồi, né ra mấy đứa, né ra. Bóc. Qua mà vẫn dính ha. Kê này vô gọi nó dân ha. Ok, miếng này nó tét bự hơn nè mấy bạn. Cái xài tao ăn đi.
Ok, để mình lấy nét cho mấy bạn coi nè. Ok, giờ tiếp theo là trái ổi các bạn. Trái ổi nè, mình sẽ tiếp tục phá hủy nốt trái ổi. Lần này mình sẽ bắn 3 viên, 3 lượt khác nhau. Nó bể cục đá mà không bể trái ổi. Đút bò thêm cho nó cái cuối nè. Ok. Bể giáp vòng luôn. Và cuối cùng là trái dưa hấu. Ok. Cuối cùng là trái dưa hấu à. Trái dưa hấu này mình sẽ bắn 3 phát đạn, 4 phát đạn đi. Rồi sau đó mình sẽ đánh dấu và mình độ cây ná lên làm đôi. Rồi mình bắn tiếp để mình coi quy lực của hai chiếc ná lúc nó độ lại thì nó sẽ có, nó có mạnh hơn là như ban đầu không. Ba trái. Ba trái. Bốn trái. Bốn trái. Ok. Bây giờ mình sẽ đánh dấu cái lỗ ha. Của cái ná trước khi độ sau. Trước khi độ ná và sau đó mình bắn để mình so sánh sau khi độ ná thì na cây ná sẽ quy lực tới đâu. Mình sẽ đánh dấu nhân lên mỗi vết đạn cũ ha. Đây. Đây là dấu nhân lên vết đạn cũ. Sau này nó phá hủy tan ven luôn này các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành độ hai cây ná làm một ha. Độ hai cây ná làm một để coi quy lực của nó có mạnh gấp đôi không ha. Ok. Nè các bạn ơi. Hiện tại là mình đã độ hai cây ná lại làm một ha. Rồi. Mình đã độ hai cây ná lại làm một, nhập nó lại làm một cây ha. Nó căng dữ lắm, nó không có yếu như hồi đầu đâu. Nè, bắn không thử cho mấy bạn coi nè, thấy chưa? Đó mạnh dữ lắm luôn á. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắn ha. Để coi quy lực của nó sao ha. Đánh giá coi quy lực của nó có như ban đầu không. Rồi tiếp tục mình bắn 4 viên đạn tiếp. Ok. Mình cảm giác là nó mạnh vô cùng luôn các bạn ơi. Mạnh gấp đôi gấp 3 lần lúc đầu luôn. Mình né ra hơi cho các bạn thấy nè. Bắn mà kéo muốn mệt luôn á mấy bạn, nó nặng dữ lắm. Hai cây ná này mình mua với giá là mỗi cây 60.000 à. Mấy cây ná giảm mà không phải là mấy cây ná mắc tiền. Bắn được vài bữa là nó bứt à. Bồi thêm cho nó một cái nữa hả. Bắn mệt thở luôn á. Ok. Này các bạn, đây là cái lỗ mới nè. Thì mình thấy bắn thì nó lực hơn, nhưng mà cái sức công phá của nó thì cũng như ban đầu à. Để mình coi nó có phá bên trong được cái gì không ha. Wow. Nó phá
phá bên trong tè lê tết lết luôn. Ok nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Video của mình xin được kết thúc tại đây. Chúc các bạn một ngày mới làm việc thật vui vẻ và tốt lành. Bye bye.